mùa hè năm nay anh sẽ đưa em dài phố trà đôi ngày qua biển xa mà nghe rừng thiêm gọi ngã tiếng ly tiếng non khi chiến trường lặp đi thở khói đứa bé nhìn cha đang chờ gặp người thông hào tìm mẹ xa xôi em sẽ thương những vùng đất lá sông bồi bạn bè giờ đây người xưa về thăm trường cũ có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về. Hello tất cả các bác và anh em nhá, trước mắt các bác và anh em hành trình đang test một bộ hát VIP và nghe nhạc có tổng giá là 48.500.000. Thì bộ hay bộ người này hay người dùng loa Mỹ JBL 4655 mùi thơm lức lở, một đẩy 4 kênh số tốt của Mỹ BA 204, một chiếc vang Mỹ CFA 6 và một chiếc mic Mỹ DBA Autix 55 Plus. Đấy bác nghe, hóa chất 48.500.000 làm rung động những trái tim người nhà, quá hay anh em, mỹ xịn mỹ lỏi đấy. 48.500.000, có đây rẻ chưa? Và đồ xịn xoa. Hay, ok. Đây là bộ hát anh Nguyễn sẽ test gửi cho các bác về chơi Tết nhá. Thì các bác chú ý này. Đây là em đang test với cái mic DB Acoustic 55 Plus, con này thì tiếng nó ngọt lắm. Thì cái thông số mic đang để là 23. Đấy. Thì có những cái mic đấy. Nếu mà mic mà ấn trên app nhá thì bác để em 23. Ví dụ cái mic bác của nó lì đấy thì bác để 23 hoặc 24 25 nhá. Thì bị 24 hoặc 25 tùy. Đấy, nhưng mà cái mic em là để 23 là ok rồi. 23 thôi nhá. Đấy. Tức là có thể là để 25. Khoảng đấy đổ lại thôi, đừng để nhiều quá nó sẽ áo. Và hai kênh này này, hai kênh này em đang đánh loa Mỹ này. Đấy. Kênh số 3, kênh số 4. Đẩy nó có 4 kênh như nhau. 1, 2, 4 thì em đánh 3, 4. 3 đánh cho loa bên này. Đấy, loa Mỹ. Còn 4 đánh bên này. Thì các bác chú ý nhá. Con đẩy thì nếu để khỏe thì bác đẩy em tầm khoảng như này gọi 1 giờ đúng không? Đấy, 1 giờ nhá. Hoặc là về bác đẩy em 12 giờ trước. Đấy, xong bác đặt cái mic trong số mic tầm 23, 25 trước. Xong bác alo. Mic alo này. Bác alo nhá. L. Em đang đẩy nhạc này. Cho nhập ghé xuống. Đấy nhá. Alo, alo. 1, 2, 2, 2. Nếu mà bác cảm thấy nó lặng, bác tăng em lên. Tăng dần lên. Thì với đẩy như em này, để nó đẩy trâu rồi. Để tầm này thì nó nhẹ lắm nhá. Nhưng mà nhiều cái đẩy ly ấy, bác phải đẩy tầm 3 giờ. Hoặc 2 giờ đến 3 giờ. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6. Đấy. Có cái đẩy tầm này nó nhẹ nhá. Nhưng cái đẩy trâu thì đẩy tầm này nó ok lắm rồi. Tiếng mình nó rất đầm, nó hay rồi anh em nhá. Đấy. Thì khoảng tầm 1 giờ bác nhá. Tùy theo đẩy. Bác cho cách alo 1 2 3 4 6 7 2 6 GQK A2. Thì ví dụ thế. Thì cách thức mà để nhá. Đấy, còn cái vang này em set cho bác là tất cả là 4 chế độ. Chế độ 1 ấy là HE Quiver, chế độ 2 là mic dày. Ví dụ cả cái mic thì nó cái mic này nó ok rồi, nhưng cần nhớ cái mic nó mỏng ấn chế độ 3 mà hát. Thì bác khi bác ấn vào 3 này trên cái màn hình của này nó không thay đổi nhá, nhưng thực ra nó đã sang mode 2 bác nhìn đây nhá. Kiểm tra này. Đấy, bác nhìn chưa? Đấy, đúng mode 3 chưa? Đấy, bác chú ý nhá, còn không thích mình tắt đi. Thì nó lại về mode 1. Nó về mode 1, đấy. Hát thì mình sẽ nhớ như vậy. M3 này là em giảm nhạy một chút đi so với bản M4 này echo. Bác cứ ấn là tự chuyển thôi. Ấn là tự chuyển, không cần phải làm gì cả. Đấy nhá. Còn input này cổng vào này. Đây. Đấy, input cổng vào. Cái này có cả cổng học đó nhá. Em đã cắm cổng 1. Cái này to nhạc này.
nhỏ nhạc này, to mic, nhỏ mic này, đây, tăng giảm nhại này. Đây là nút này là tăng nhại, bên này giảm nhại thôi nhá. Nhại echo thì nó ứng với nút trên này. Đây là to mic này. Là tăng tăng giảm nhại này, đây là nhạc này. Đấy. Cách thức. Thế nó đẩy bác để em có tầm 12 giờ hơn tí nhá. Nếu lặng tăng lên. Còn mic để 22 từ 23 25 tùy đấy mic nhá. Đấy. Thì về trước như vậy. Thế còn về đằng sau này. Nó cắm nó dễ thôi. Đấy. Thì bác nhớ đây này. Đây là cái cổng đây. Cổng 1 này. Cổng 1 này là AV em để A1 nhá. 2 là cổng AV chọn điều khiển. Cái này quang. Nếu quang bác cắm tự nhận thôi. Không chuyển đây direct ra. Thế còn cách thức cắm như sau là anh em nhìn nhá. Đây, nhìn đây. Thì cái âm thanh chính nó nhá là âm thanh mở giờ này. Đấy, mở giờ này. Mở giờ một lò bác cắm xuống kinh đẩy để đánh loa 455 4655 này, còn nếu bác tính center bác cắm vào đây, xuống đẩy, bốn kênh để súp. Đấy em cắm này. Ví dụ em 34 này sao em cắm 34 đánh. Đấy kênh 34 nhá. Thì cắm là mở giờ một lò. Mở giờ mở lò âm thanh chính anh em nhá. Đấy. Là cắm xuống một kênh đẩy. Đây. Đấy và kênh L là cắm xuống kênh đẩy là thứ hai. Đây, thì hai này ra loa Mỹ này. Thế còn nếu bác thích center bác nhỏ bác cắm vào đây. Cắm vào đây thì kênh 2 nó sẽ ra hai đây. Ở dưới này. Và súp bác cắm vào đây. Đấy tự nó ra súp thôi nhá. Súp thì điều chỉnh kênh đẩy. Đấy súp đấy. Và center ở giữa này. Đấy, tất cả chạy ok hết nhá. Tất cả chạy ok hết. Đấy. Thì cách thức mic thì bác cắm vào sau cho nó chuẩn đi. Cho nó gọn gàng đi. Cái này mic cổng sau nhá. Rất là tốt, đúng không? Để cắm xong thì bác cứ cắm nhạc của nó chạy thôi. Cái mic thì bác cân. Còn cái nhạc thì bác cho nhỏ lắm cũng được. Cái nhạc ấy. Đấy. Mình đây. Đấy. Tắt loa cắm nhá. Tắt đẩy cắm loa cái mic cho kinh lắm, chất loa ấy. Đấy. Lưu ý như vậy. Tất cả cổng chạy hết. Chạy hết đấy. Ok. Đấy nhá. Nhớ mà tắt loa tất cả bác cần lắp trước xong cũng tắt. Mình để sống là mình cắm mấy cái lỗ đục là chết tép nhá, chú ý tép Mỹ nó nhạy lắm. Ok.